Bảo An Hội Hiệp Nai Mai nè, Đông Phương là mùa đông nha, thổi đến sẽ hay giặt trời, vừa giặt trời vừa giặt chiến tranh luôn. Giặt trời thì mấy cháu đã biết rồi đó, thiên tai địa ếch, động đất nè, nó rồi đủ các thứ chân dân. Bệnh đồ đó là cũng là gọi là bệnh giặt giặt trời đó. Còn chiến tranh thì bây nó không còn kể nữa. Nếu mà tới thằng Trung Đông này xong qua tới Á Đông thì bắt đầu nó sẽ Biển Đông này dậy sóng thì trần gian hết đời, nó không còn ngừng nữa. Thì kính thưa ông, Đức Thầy của Đại cho biết là cuối năm Thìn sẽ lo vận chuyển thứ Hà Tiên lên hiển cơ quan, là câu ý nghĩa thế nào ạ? Thì bây giờ chú nói là cuối năm Thìn sẽ lo vận chuyển thứ Hà Tiên lên hiển cơ quan đó. Là tất nhiên là từ cái năm Mẹo nào tới là Thìn Tỵ Ngọ là 3 năm, là vô cái cảnh mà 3 năm không chợ nhóm chiều đó, là cái cảnh khổ thương tàn tới đó. Thương 3 năm không chợ nhóm chiều, rồi nhà không người ở, người niệm nhiều Nam Mô thay không lúc mà để phơi khô, nước không uống mà Nam Mô đâu nào. Vậy là thì tới năm Thìn từ tháng 10 này là diễn biến còn nghe khốc liệt luôn. Mà mình không biết có về tới Việt Nam mình không, chứ thật sự ra là con heo này rất là đau khổ. Tại vì con heo là đúng cái thời hạn cái tháng 10 của Phật. Rồi mấy cháu hỏi gì hỏi tiếp. Thưa ông, thì thầy mình có nói là Tam Đại Thế Chiến có không không? Đó, bây giờ là Tam Thế Chiến thì cũng như cái mẫu chuyện ngày xưa. Đức Thầy của chúng ta có ở thành phố rồi lúc năm 1944-43 đó, thầy cũng có tiên tri lại cho mấy cái mẫu chuyện. Thì tôi có nghe ra rồi, thì nhắc lại cho anh em bổn đạo nghe là chừng nào mà cái giặc Tam Thế Chiến này nổ ra từ Trung Đông, nó bây giờ Trung Đông đã có rồi đó cháu. Israel nó quýnh hổng gài đó, là trong vòng mười mấy bữa thôi mà máu đổ lăn tràn đó, nhà tan cửa nát đó. Cho nên thầy mới nói từ đây sắp đến thảm thê, con lìa cha mẹ mà vợ kia xa chồng đó, thấy rõ ràng không? Thì anh em cứ nhìn Biển Đông đi, mặt nước biển lô nhô lặn hụp, chim đua bay rồi cá lại tranh mồi, ngọn thủy triều nô nức nục sôi, bầu trái đất một phen lưng chuyển, ta là kẻ tu hành thiện kiến, xét thế trần mới lựng biện đôi điều, chứ đâu bài trò chuyện giới chiêu để đưa cái người mới mà trở lại. Thì bây giờ nó lộ ra vào từ cái năm Tý tới giờ hết rồi đó mấy cháu. Hội Tý Sửu khai thiên tịch địa thì từ năm Tý tới giờ trong 2 năm, rồi tới năm Dần là kết thúc thế gian là 3 năm. 3 năm tính tới không sai, hội niên lập lại thì thượng lai lại, thì 3 năm ăn xá đã xong rồi. Hạ Nguyên nay đã hết đời, phong ba biến chuyển đổi về nhân can năm Mèo, nó kỹ mạo rõ ràng, khắp trong trần hạ nhộn nhàng khiết chi, ngồi buồn điên tỏ một khi, bá gia khổ não. Vậy thì từ đây, vậy là từ năm Mẹ năm Dậu, nó là 7 năm, chừng nào dứt giặc 7 năm, ông bà ăn Tết 1 năm xong vậy. Đó, vậy đó, có rõ ràng không? Giấy tờ đây là của Phật, đó, chú nói rồi cho mấy cháu nghe, và anh em bổn đạo trong nước ngoài nước nghe. Rồi mấy cháu có gì hỏi tiếp. Thì có mẫu chuyện bên thầy nói là cuộc chiến thứ ba nó bắt đầu khởi đầu từ Trung Đông, nó có đúng không? Đó thì nãy chú có nói rồi đó, cái đó là mẫu chuyện đó, từ Trung Đông nó bắt nguồn qua tới Á Đông. Trung Đông qua tới Á Đông là rồi đó. Thì bây giờ Nga sức đau binh gây đại chiến, Nhật Tàu chỗ mặt thì sấm dân gì. Đó, còn mấy là hai châu xuất hiện ở Biển Đông tơi bời là tới Việt luôn rồi. Đó bây giờ là để tôi đọc đây trong cái những sấm truyền của Đức Phật cho anh em huynh đệ nghe. Thu bính tức lần qua gần khởi, nước sang đông mà lửa khói tràn lan, lực trời khó nổi khóc than, khuyên trong bá tánh mà sửa sang kịp giờ, phần trên xem thấy ngẩn ngơ, thần tiên hiệp hội nè, một giờ sẽ nên, chỉ có một giờ một khắc thôi đó cháu. Rồi mấy cháu hỏi tiếp gì hỏi. Bây giờ những cái thiên tai rồi sấm chớp liên hoàn phải báo hiệu một cái điểm gì cho chúng sanh sắp tan thương không? Chuột kêu non cấm lộ đài, châu về an nghỉ là ngày thương ơn. Thì đó, ta dừng tay chờ đợi lệnh thiên, Đức Ngọc Đế để xử phân cho chúng. Bây giờ thiên tai đủ, địa ách nè, lũ lụt nè, sóng thần nè, động đất nè, nó chết biết bao nhiêu không? Từ hồi cấp 5
Mão tới giờ thôi, mình không nói qua năm Tý Sửu dần, mà mình nói từ năm Mão đầu sinh chiếu ra vạn cảnh đó. Cơ tái tạo vận chuyển quyền hành, thay đổi đời, thay hết nhân sanh, thay nhân vật mà đổi đời thánh đức. Anh em thấy có rõ không? Anh em cứ nhìn thấy mà cái Thổ Dì Kỳ với thằng Sa Ghi chết mà trong cái ngày 17, 18 tháng Giêng đó là chết xuống 50-70 ngàn người đó, ra đi không một lời từ giả đó anh em. Cho nên Phật có nói từ thu to đến sang đông thì là mới biết lệnh ông giáo truyền là cái mùa thu này, hết cái mùa thu qua tới cái mùa đông là khổ tới nơi rồi. Nó thu qua trăng lợi mới tỏ đầu, hào quang chiếu diệu, nhiệm màu lố dương, thái bình cực lạc khai trương, minh dương trị chúng an khang đời đời. Đánh nhau tan nát bầu trời, đánh nhau cho hết thối đời vô liêm. Nó thì bây giờ đó như vậy đó, thì chú chỉ nhắc cho mấy cháu nghe với là anh em bổn đạo xa gần nghe, cái tam thế chiến này nó không có vừa khốc liệt lắm. Kỳ ba này liên tử tái tê mà, nó bắn bằng bom liên tử không đó. Nga Anh Mỹ tranh giành giao chiến, thời một văn minh tăng tiến đó, đưa hồn người vĩnh viễn ngàn thu. Anh em chúng ta phải gắng cố lên mà để tu hành nó chân chất thật thà, hiếu thảo với cha mẹ, tình huynh nghĩa đệ, đừng có chia lìa. Nó mình mới bước ra đường, cái nào mình phải nói đâu đó nó rõ ràng chừng mực. Cái lời nói mình là quan trọng, cái thân tâm khẩu ý thì sau này thì mình thanh nhàn chứ không có gì hết. Nhất lời nói bao giờ cũng lọc, buông ra rồi khó hút lại nào. Tục gần lưỡi bén như dao, nói ra một tiếng mà đoạn bao nghĩa tình. Sự vui buồn trọng kinh thương ghét thường do nơi cái mồm mép nè gây nên, chỉ trong một tiếng cắt lên hoặc tan sự nghiệp, hoặc tan cửa nhà. Lời nói dễ phá hòa ra nghịch, lời nói thường giết chết được người. Cho nên tất cả người đời trước khi phải nói lựa lời cho thanh, nói tổn đức, nói sanh ra thù oán, nói chi lìa, nói tiếng cây chua thì là nhất định phải chừa, dù ai cài lưỡi mà không thưa thốt lời. Vậy đó là mình tu mình ổn cái thân mình rồi đó mấy cháu. Rồi mấy cháu có hỏi gì hỏi tiếp. Dạ, thì đến lúc đó là có những cái sự kiện gì nó diễn ra không? Đó, Bảo An Hội Hiệp nay mai nè, Đông Phương là mùa đông nha, thổi đến sẽ hay giặc trời, vừa giặc trời vừa giặc chiến tranh luôn. Giặc trời thì mấy cháu đã biết rồi đó, thiên tai địa ếch, động đất nè, nó rồi đủ các thứ vân vân. Bệnh đồ đó là cũng là gọi là bệnh giặc trời đó. Còn chiến tranh thì nó không còn kể nữa. Nếu mà tới thằng Trung Đông này xong qua tới Á Đông thì bắt đầu nó sẽ Biển Đông này dậy sóng thì trần gian hết đời, nó không còn ngừng nữa. Thì khắp Nam Bắc đó khí trời mù mịt luôn rồi. Nếu mà nó bắn ra mà bom điện tử vào cái tháng 11 này, đây là lời của Đức Phật Thiên Tôn Di Lạc nói, tôi chỉ nhắc lại cho anh em huynh đệ cùng tỉ muội trong nước ngoài nước nghe cho rõ. Chờ con chó bư hang chuột ổ thì hạt nhân bung nổ tan thành. Nếu mà hạt nhân nó bung ra rồi thì các cháu biết rồi, cái hơi khí độc nó bay khắp trơn thì cả làng đều chết. Có khi là chết rồi là không một lời chối chăng nó cái hơi khí độc. Cho nên ngày xưa thằng Mỹ nó bỏ cho Nhật hai trái mà chết biết bao nhiêu người không. Còn bây giờ đã các nước nào cũng có cái bom điện tử này. Cho nên nó tới ngày nó bùng nó nổ thì thay đổi trái đất, thay hoàn cầu luôn. Sự đổi thay hoàn cầu trái đất, trong 10 phần hết 7 còn 3. Nay đến ngày thiên định của cha, cả thế giới phải khóc la đền tội. Vậy đó, tuồng xưa kia sắp đặt đã lâu, để chuyển xây trái đất một bầu, đặng lừa lọc mà con tiên cháu Phật, ai hiền còn sống. Bây giờ mình không nói tu nữa, mà người nào hiền đó, chân chắc thật thà thì sống, còn ai mà tu mà không có hiền thì Phật không cứu luôn, thầy cũng không cứu luôn. Để gặp Phật ngồi mà than khóc, gỡ làm sao hết gối mà về, mắt nhìn xem yêu quái bốn bề, bởi ác đức nên không ai cứu. Mà cảnh khổ tới bên cho anh em huynh đệ chúng ta nghe. Khắp thế giới đâu đâu cũng có, anh em nghe cho kỹ nè, cuộc chiến tranh máu đổ thành sông, Thất Sơn núi nổ giáp vòng, ngày sau hỗn chiến tại đồng Thất Sơn. Nghe thấy ấn hồn không? Đây là lời của Phật đó. Nam Trung Bắc này sẵn hòm binh bị, đức thầy ta hội nghị liệt cường. Đông Phong là mùa đông nha, Đông Phong sẽ đặng bờm chương, đức thầy trở lại dẫn đường muôn binh. Lục Thông thị chiến tai gần tiếng nổ, khắp thị thành không chỗ nào yên.
Sài Gòn súng nổ đầu tiên làm cho các tỉnh ngửa nghiêng tan tành, bảo an sắp cho gành chiến lược, sắp hoàn toàn chờ đợi Nhật Tàu. Là ông sống ông xét đó chứ, là ngày xưa cô Đức Phật thầy Tây An đó, phải chờ đợi Nhật Tàu mới được. Rồi Pháp Anh tiệt lộ Nam Đào, Đức thầy đưa Nhật chỗ nào cũng binh, Sài Gòn tỉnh binh chùm đánh nép, Nhật Lục Châu quyết chỗ tài ba, Thất Sơn kéo xuống Hằng Hà, hiệp binh cùng lửa mà dẹp mà Pháp Anh. Đó, cái trận này là dữ lắm luôn, quýnh cái trận này là tôi nói là không còn gì nữa trơn. Rồi chỗ mặt thần thông đánh dẹp, Thất Sơn ai dễ hiểu mà chi, đền vàng thánh chúa lộ kỳ phất phơ, chúng ta sẽ nhờ trời cứu độ, phá giặc tan quy cổ diệt kim luôn. Là cái đài này là quy cổ diệt kim luôn đó mấy cháu, diệt cái đài này để mà đầu tái lai đài đài Thượng Quân Thánh Đức. Một người nam thì 3 mét, nữ 2,5 mét, cho nên ai tu không tu thì cũng phải bỏ xác, mà cái người tu hiền thì được thay hồn đổi xác. Chừng 7 núi lầu son lộ vẻ, thì người già quá trẻ chăng ôi. Nó anh em gắng lo tu hành mà chân chất thật thà, cái chén ra cái chén, cái muỗng ra cái muỗng. Mình là người đạo nghe lời thầy, nó người biết đạo phải gìn ngôn ngữ, nói với ai chứ có sai lời. Trọng mẹ cha kính nể Phật trời, đừng nhiều tiếng nghênh ngang mang lỗi, tánh ngay thẳng ta không về đổi, dù tan xương nát thịt chẳng màng. Nó cái gì là ra cái nấy, vậy đó mới là người đạo. Nói mình là Phật giáo hòa hảo, mình là con của thầy của Phật, nay ta đã quy y cầu đạo rồi, gây gỗ là trái thiết của từ bi, có phải không mấy cháu? Nó quá rõ rồi, cho nên anh em chúng ta phải cùng nhau mà hiệp hội để mình thương nhau. Trong cái thời kỳ hạ nguyên mặt kiếp, trong cái điều thứ 8 thầy có dặn, điều thứ 8 tóm tắt thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt với nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ trọn lành trọn sáng được về cõi Tây Phương, học đạo cho hoàn toàn rồi mới trở lại cứu vớt chúng sanh. Nó anh em ai cũng phải làm điều thứ 8 này. Nói vậy mấy cháu, thì bây giờ anh em chúng ta ai biết được cái gì thì mình cứ lên đây mình chia sẻ cho anh em cộng đồng mạng, rồi trong nước ngoài nước, các cô các bác và các anh chị cùng huynh tỷ muội nghe cho nó rõ. Tầm sức nhỏ mà còn làm nên kén người, không lo có thẹn ngay chăng, cả tiếng kêu cùng gấp chư tăng giới tín nữ nè, thiện nam Phật giáo nên cố gắng rồi trao thân dình đạo, hiệp cùng nhau nè mới truyền bá kinh lành, nói cho đời hiểu rõ tinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Đó, anh em chúng ta phải hiệp với nhau để mình chia sẻ những lời Phật pháp vậy đó. Rồi mấy cháu hỏi gì hỏi tiếp đi. Rồi mấy cháu hỏi vụ bên chiến tranh gì đó rồi chú nói cho mấy cháu nghe. Dạ, thì kính thưa ông, thì tại sao mà chiến tranh bây giờ nó không có cái dấu hiệu chấm dứt ta? Nghĩa là một khi nó đánh rồi nó không bao giờ dứt á. Nó thì bây giờ cháu đã thấy rồi đó, thì Nga sức đau binh gây đại chiến mà đó, quýnh là một năm mấy nay chưa ngưng, bây giờ quay ngang lại tới Trung Đông rồi đó, rồi tới Á Đông cái nữa là xong. Thì bởi vậy bây giờ Phật đã nói nè, nói sao thì chú đây chú đọc lại cho y theo những lời của Phật thôi. Đó, đến thu hại chiến tranh giành giật, thu hại à, con heo đó, thấy không? Đến thu hại chiến tranh giành giật, gán chịu điều khổ cực từ đây, ngoại xâm nổi loạn dãy đầy, đức thầy phải chịu ra tài Nam Bang, khắp Nam Quốc tai nạn thống khổ, lũ bạo tàn không chỗ ẩn thân. Tháng 10, thì cho, đây là Phật nói nha, tôi nói đây là nói có chí sách vở đàng hoàng để cho anh em nghe, để mà anh em không biết cái tôi nói lên đây tôi nói tháng hay là hoặc nói năm. Tháng 10 sắp tới nè, khổ lần hạ nguyên thì thất thầy cha trở về diệt địa nè, phải sắp nơi mặt trận Phật giáo ta gặp thở trùng phùng, từ đây sẽ đặng tung dung, thấy chưa, cùng nhau hội hiệp trong vòng tháng heo. Tháng heo là tháng 10 đó mấy cháu, rõ ràng không? Đây là lời của Đức Phật thầy Tây An đó, chứ không phải vừa đâu đó. Không dễ gì kiếm mấy cái đoạn thơ này mà mình để lên tiết lộ quyền di của Phật đâu mà để cho anh em nghe đây. Đây là lời của Phật đó, tôi thuyết trình lại đây, nó lời Phật thuyết, tôi xin nhắc lại cho anh em bổn đạo nghe. Chứ tôi lên đây tôi không có gạt gẫm ai gì tiền bạc của cải hết. Đó, vậy đó. Mấy cháu hỏi gì hỏi tiếp đi. Dạ,
thì những cái cảnh khổ nó hậu kỳ đó ông, mong ông chia sẻ cái phương pháp mà để cho bà con tu thoát khổ được đó. Thì bây giờ nè, thì Phật đã nói rồi, bây giờ mình gắng gắng chịu điều khổ cực từ đây đi đó. Bây giờ ăn nói việc làm phải đúng đắn, đó là mình đã tu rồi đó, chứ không phải mình bước vào chùa mình lại Phật mà mình tu đâu. Thầy ông la nè, bước vào chùa gặp Phật lại dài, lui khỏi cửa ra tay cấu xé, thấy quyền quý nó hay giữa mé đặng bợ bưng những kẻ hung trùng. Cho nên đó, mình phải tu, mình kính Phật được, kính thầy được, thì mình phải gắng làm theo lời của Phật dạy. Quy y thì khá làm y, thì giữ lòng thanh tịnh rồi tự bi mới giúp đời. Nếu mà cái lòng mình không giữ lòng thanh tịnh thì mình đi gầy gà hoài, nó chú hỏi mấy cháu gì đâu, Phật với thầy có vui không? Không bao giờ vui đâu. Phật với thầy càng ngày càng đau khổ đó. Bởi vì anh em ơi, gắng anh em ơi, thu tức mãn khó tan lo liệu rồi, chí đông không quyền diệu tỏ tường, bắc chung thẳng bến bờm chương lướt sang nam địa nè, bước sang nam địa chở đường nguy nan, trên thì có đức thầy dẫn chuyển, hồ nhật tăng điều khiển binh tàu, hải thần qua lượt đã bao, trùng trùng điệp điệp kéo vào nam bang. Nó thấy cái cảnh khổ chưa? Đó, bởi vì anh em chúng ta phải gắng cố lên. Vì trong cái thời kỳ hảo ngôn mặt kiếp này, Phật đã nói rồi, Nam Giang rồi sẽ thừa cơ vận chuyển, xiêm nhật binh nguy hiểm rồi thủ dày, cùng tranh can thấp rồi phơi thay, Nam Kỳ lục tỉnh dãy đầy súng gơm, khắp bá tánh máu đào nhộm đỏ, chết không chôn thay bỏ làng khang, ác nhân người chết biết muôn ngàn. Đó, cái người làm ác là chết biết muôn ngàn luôn, không có thể cứu được. Cho nên anh em chúng ta phải gắng. Rồi thú rừng kéo xuống nè, đầy đàn chỉnh ghê luôn, nhắc cho kỳ lưỡi tê nè, môi giáo thương cho người chẳng khéo tu hành, đành cam hồn xác tan tành, hầm beo tay tượng nè, thu hành nó thương. Đó, anh em gắng tu hành đi, thì những cái con mà mạng xà hay là ông cọp, ông beo gì đó ở trên rừng đó, Phật đó để dành sẵn đó, cái sau này lập hội đó, thì người ta gặp những người hiền lành đó là người ta quỳ xuống, người ta cõng, người ta đưa, người ta rước. Còn những người mà ác ôn á thì bị xé xác hết trơn rồi. Vậy đó anh em. Rồi hỏi gì đó chú nói tiếp. Dạ. Vậy thì đến lúc đó lập đời trở lại, nó có mấy con ác thú gì mà nó sát phạt người hung mình không? Đúng rồi, hổ lang ác thú muôn bày, lớp bay rồi lớp chạy giày dò người hung, lũ gian ác vô cùng sợ hãi rồi. Người lương hiền của Phật nha, nó Phật nói đó, của người lương hiền rồi chậm rãi bước đi, nhờ ơn các bậc thần kỳ thương người trung hậu mà hộ trì bình an đó, vậy là ngon lành rồi chứ gì đâu. Thì kẻ ác gian trốn chạy đâu giờ sao tránh khỏi mà thiên cơ lực định, không có tránh được. Bây giờ mình cứ làm hiền, rồi mình ăn ngay ở thật, mình biết thương vợ, thương con, thương cha, thương mẹ đó, rồi tình huynh nghĩa đại mình đừng chia lìa, đó là mình đã tu rồi đó. Chứ đâu phải mà lại Phật rồi mình không thương ai, rồi đó mà rồi mình làm những cái chuyện mà bất lương ở cõi trần này, rồi làm sao mà mình được về với Phật với thầy đấy. Bởi vì cảnh khổ tới bên rồi, tu một thở là cứu thân vĩnh kiếp đó. Độ được mình còn vớt mẹ cho, thiền to một chiếc sấm ra, tất nhiên chở hết cả nhà xuống đi. Đó. Cái thời mật pháp này là kỳ đại xá rồi, lực tu hành chẳng khó như xưa, tại gia niệm Phật sớm trưa, cũng là được Phật đến đưa đón về, người sẽ có liên quê đỡ gốc, còn lại thêm lộng phép che thân, lần này là dịp tốt cần, không tu thì chẳng còn lần nào tu. Cho nên anh em chúng ta phải gắng cố lên trong cái thời kỳ hậu ngân mạt kiếp này. Nó đã quá quá cặn kề rồi, không có còn gì nữa trơn á. Cái đó thì người ta nói sao ta nói. Còn á, bây giờ á, vừa cái gì mình cứ ăn, cũng như mình mua gạo hàng ngày cũng bao bao mình ăn đi, chứ vừa cắt gì nữa mà vừa cắt. Tới ngày thời kỳ của cha mẹ định rồi đó, nó dòm cái estrogen nó quýnh đó, nó bắn vô đó, rồi chừa đi, chừa được không?
Bây giờ mình coi mình thí dụ mình ăn không hết có dư giả đó, mình giúp cho những người tàn tật đói rách đó, nghèo khổ đó, mà không có thể có đủ ăn nè. Trong 3 năm nay đó, nữa là 4 năm rồi, là hoàn cảnh ta khổ đó. Mình mua cho người 5 kg gạo, 10 kg gạo cho người ta ăn đi. Còn hàng ngày mình cứ sống ăn mặc ở bình thường, cũng như mọi lần thôi. Chứ ăn không hết là lo dành, lo cắt rồi đem bạc trăm mà cúng Phật làm chi. Thầy mình đâu có kêu dựa chữ gì đâu, đúng không? Trong kinh giảng không khi nào mà nghe lời Phật nói, tôi không có nghe cái nào đoạn nào hết trơn. Còn anh em bây giờ lên nói đủ thứ, gạo, thóc, nào đủ các thứ trơn. Rồi làm sao? Những người nghèo khổ đói rách mình không cho người ta ăn, bây giờ cắt làm gì? Ví dụ tới giặt cái tam thế chiến này nó bùng nổ rồi, rồi là làm sao đây? Nói thì đây là những lời của Phật nói, rồi tôi nói lại thôi. Đó. Qua liền 5 nước chặt đàn, rồi làm sao đây? Mình cái nước Việt Nam mình nhỏ xíu rồi mà nó qua liền 5 nước chặt đàn, rồi qua lộ văn giáo máu tràn thành sông rồi, đổi nhật, đổi nguyệt, đổi phong, đổi năm, đổi tháng, mà đổi trăm ngày giờ, đổi cha lại đổi nhà thờ. Như vậy thì tất cả anh em chúng ta có thể vừa gạo lúa thóc rồi còn để trong nhà được yên không? Đâu có yên, phải không? Theo như cháu suy nghĩ thì không có yên. Cho nên bây giờ mình đừng có nói như vậy, mình cứ ăn sống mặc ở bình thường, rồi hàng ngày mình gán giữ cái thân là cái tâm mình cho nó đúng đắn, nó rõ ràng thôi, thì sau khi này không có đói đâu sợ. Mau thức tỉnh tu cái thân đi, cái thân nè. Kẻo trễ đến tội rồi mới hối muộn màng, chi cho bằng ta sớm lo tan. Dình với lực nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quả lành không mất, thấy không? Đến lâm chung là cái cảnh mà tương tàn khốc liệt ở cổ trần nè, thì quả lành nó đâu có mất đâu. Cõi Tây Phương chư Phật đại trời là đương nhiên là tiếng lúc nào cũng có dân phù Bồ Tát, hay là những các vị thánh nhân người ta cứu mình hết. Dân phù Bồ Tát từ bi, chèo thiền bát nhã cứu thì trần gian, gió đưa lướt sóng mồm lan, rước người tu niệm mà xê sang phỉ tình. Vậy đó anh em chúng ta phải gắng cố lên đi. Cứ ăn sống mặc ở bình thường, ví dụ bao này mà hết mình mua bao khác, cứ để ăn bình hàng ngày đi thôi. Chứ gạo mình chứa lâu nó cũng bị đóng mốc nữa. Ăn uống gì? Rồi cháu hỏi gì hỏi tiếp đi. Thì ông giảng sư cho biết là bây giờ kẻ bợ người bưng Trường Ông về tới Mặt Dân chẳng còn là sao vậy? Thì tới cảnh đó thì thôi nói gì nữa. Ai ai bền chí ở đời, chừng nghe sấm đất cửa trời mở ra, mà sụp từ cái Mặt Dân á, chắc đau Mặt Dân á. Từ Mặt Dân cửa cái ca dầu, con của ai kỳ hải đi đâu, có tờ giấy mới cho qua cửa. Về đến đó Phật còn chọn lựa, thiệt chân tu mới được đi vào trong vòng 4 ông quan thẻ đó, là cái cửa Nam Thiên, là ngay trong chỗ ngọn ca dầu đó. Ngọn ca dầu chống lỏng cửa trời, người hung rồi khó đến mà đổi về hiền lương. Đó, thấy chê chưa? Nó bây giờ cái sấm của ông cụ Trạng đó, bên Tư Thánh đồ bây giờ nói ra muốn hết rồi. Nó chừng nào lúa mọc trên chì, voi đi trên giấy rồi đến đời Đông Chú ơi, anh em còn than thở gì nữa? Phật nói giờ có hết trơn rồi đó, là tấm giấy ngàn mình đó, là có ông voi rồi đó, nó voi đi trên giấy đó, còn cái đống đồng bạc chì đó là ngày xưa hồi chào Ngụy đó có cái đồng bạc chì trên bông lúa rồi đó, thấy không? Mấy trăm năm mà Phật thuyết trình lại là có hết. Nó còn mấy thời kỳ này đó. Nhiều hát cùng ca, quê tình quê tự là ma không hồng. Nó bây giờ anh em thấy không, ca sướng hát đờn dĩ đó, chứ có ai nghe được kinh giảng đâu của Phật thuyết đâu. Nó bây giờ dầm sáng chỗ đường đi vô ông cố là bảy thưa lắng linh đó, bây giờ nó đã có đường lộ rồi đó anh em. Chừng nào lộ thẳng đường đồng, bá gia mới biết người khùng là ai. Người khùng là Đức Phật Thầy Tây An đó. Khùng thời quê ngữ núi Sam, còn điên chẳng có chùa am chứ này. Cho nên cái đường lộ đó ra rồi rất là đau khổ nghe anh em. Nó dàm sáng lộ cập đầu tiên, sông đồng ba ngã khó yên dân tình. Quỷ dương nào kể miễu đình, thánh thần náo động ình ình dẫn thai. Dầu cho động đến bồng lai, 2 năm phải chịu nào ai xuống trừ. Sau khi này đó, một tiếng sấm đất này đó là thay đổi hết tất cả. Nó lạ quê lạ cảnh luôn đó anh em. Chừng nghe một tiếng âm thanh lạ quê lạ cảnh, bình minh lạ người, lạ giọng nói lạ tiếng cười, mặt mày ngơ ngáo như người cuồng phu. Cái nhà mình chưa biết đường vô nữa, chứ ở đó mà lo ơi chứa gạo hay là mình giữ cái vàng trong đó đâu. Tới ngày mà cha mẹ định là thôi thua. Rồi cháu hỏi gì hỏi tiếp đi. Thì bây giờ cháu không hỏi thì chú đọc thêm những
cái lời của Phật dạy trong trong giảng xưa đây, nó cảnh thất sơn núi nổ thành vàng, anh em nghe thấy chưa? Minh Vương thống trị Nam Bang, Phật Vương xuất hiện mới an dân lành, miền bảy núi quá thành quá lỷ, hội Long Hoa xem kỹ mới tường, ngày nay phải chịu vô Vương, từ đây có trạng. Đó, thấy chưa? Anh em có thấy chưa? Từ đây có trạng dẫn đường cho ta, là thầy chúng ta, là ông cụ Tăng Trình đáo lai trở lại chỗ tại đông đức đức ông đức bà, nó dẫn đường cho anh em chúng ta đây đó, để mà gắng lo tu. Đây là giảng xưa của Phật nói, bây giờ ngày nay tôi mới đọc lên lộ cho anh em biết, là của ông cụ Tăng Trình đó, là Phật đó, ông đó địa chỉ tên là ông cụ Tăng Trình đó, đặng mà trở về mượn đức ông đức bà đó, để mượn bụng đó, để mà sanh ra, để cái thời kỳ hạ quan mà kiếp mà là để dẫn dắt trong bổn đạo, trong nước ngoài nước, nghe để biết mà hiểu cái lý và cái nghĩa của Phật, để mà sau khi này tu. Còn cái lời của thầy mình chính là cái lời của Đức Phật Thầy Tây An đó, mượn cái xác của thầy mình, mượn nhằm một xác nhu mì giảng văn 6 tháng, vậy thì xem sao. Lời của người di tịch núi Sam, nó đây là tôi nhắc trong cuốn Thi Văn Giáo Lý. Bởi vì anh em ơi, cho nên Đức Phật Thầy Tây An á, ông cũng buồn, ông than ở trong kinh á, trong cái cuốn Thi Văn Giáo Lý đó: ôi đời yểm cụ nghinh tăng, rùng rùng xó bỏ Phật thần thánh tiên, làm cho lão nửa phiền nửa tuổi, ước làm sao như cõi trên trăng, đặng soi khắp cả dương trần, cho người trong tối đặng lần nữ quan. Vậy đó anh em, bởi vì anh em chúng ta phải gắng cố lên trong cái thời kỳ hảo ơn mặc kiếp này, để mà còn được cơ hội để trở về trong cái màn kỳ nó đã gần gần kề quá rồi. Bởi vì anh em ơi, thập bát quốc nè, nổi dậy tiếng đờn là tiếng súng đó nha, ngày sau sấm nổ nè, mấy cồn cũng tan, Việt Nam sẽ huy hoàng độc lập, ngọn cờ già bay khắp thị thiền, Long Hoa hội hiệp thần tiên, cùng là hội hết thánh hiền tới dân. Kẻ tu tỉnh tu hiền sẽ đến, lúc này còn kẻ mến người chê, xem người hung ác ủ ê, rồi đây phải chịu thảm thê quả sầu. Đức thầy đã đem bầu nhiệt huyết, là tất nhiên là thầy mình đã đem một cái bầu nhiệt huyết mà cứu độ chúng sanh cái thời kỳ hạ quan mặc kiếp này, nó đem một bầu nhiệt huyết mà tỏ phân hơn thiệt từ đây, mà sao chẳng kịp quay đầu để cho đến việc nè, ngồi sầu thiết tha chữ lục tự lòng ta gắng nhớ, thì có đâu mà lao nhọc người ơi, lòng ta giữ thiện rồi. Cho nên tất cả anh em chúng ta phải gắng giữ cái chữ thiện và chữ hiền. Nó Nam mô sáu chữ Di Đà, từ bi tới độ, vậy mà chúng sanh xưa nay sáu chữ lạnh tanh, không ai chịu khó niệm sành thử coi. Trì tâm thì quá ít thôi, bây giờ dùng thử thì coi lẽ nào, gạch tim đem đẩy nó vào thì là mới khỏi máu đầu tuôn rơi. Thì bây giờ anh em chúng ta phải nhớ đi đứng nằm ngồi y chánh pháp, thiền từ thầy rước lại non bồng. Vậy đó anh em, chúng ta phải gắng niệm sáu chữ Di Đà trong thân của chúng ta, vậy đó, phải gắng cố lên. Rồi mấy cháu có hỏi chú gì nữa không? Thì bây giờ người ta mới nói mình đó là lời tiên tri vậy đó, thì người ta không tin là Campuchia nó sẽ dám nói chung là đánh Việt Nam mình đó, thì ông giải thích cho bà con hiểu rõ cái vấn đề này. Thì bây giờ đó, bây giờ chú nói cho mấy cháu nghe, đây là lời của Phật, mình chỉ nhắc thôi ha. Tằng Ban Hậu Hận Tiêu Du Động đó, thì mình chỉ nhắc lại qua thôi, nếu anh em ai không tin thì thôi để sau này tính ha. Cũng ngày gần đây thôi chứ không còn lâu nữa đâu. Thì bây giờ anh em chúng ta hãy gắng đi, nó cho trên đó bây giờ cái thằng Tàu á, nó ở trên chỗ là ngay cái chỗ cái núi gì mà thường thường người ta đi đó, Tà Lơn á, là nó mua hết trơn cái khu vực đó đó, để nó xây các đồ này nọ đồ chảnh trơn rồi. Bây giờ ai không tin Phật tin thầy thôi, tôi chỉ nhắc lại thôi, chứ bây giờ nó đã đúng cái thời kỳ năm em ơi. Bởi vì đông hạ thu, thu đúng hội ngao du thông thả nha, thu đúng hội đó là ngao du thông thả, đông hạ thu nhồi quả trần gian.
nhồi quả thằng Giang tơi tả luôn anh em ơi. Tôi nói đây rồi anh em cứ giữ lời nha, ráng đi không còn thời nữa rồi. Thế gian thay bỏ chặt đàn để mà găng kẻ ngổ ngang hung sùng, kẻ tu niệm ác cung thánh đế, đồng tung hò đảnh lễ minh hoàng. Tu là tâm trí nghiêm trang, đừng ham tranh đấu mà ngang tàn làm chi. Kẻ hung ác biết gì tu tỉnh, cũng là lòi gian nịnh lăn lòn đông sưng. Đó là mùa đông với mùa sưng nghe là anh em sẽ biết nè. Đông sưng khó nổi khóc than thì là phải chịu máu tràn khắp sông. Thấy gian ác chập chồng điều đốt, mà nào ai chẳng có tĩnh tâm thì đâu đến nỗi thú cầm sẽ tan. Nếu muốn đặng an nhàn tự tại thì ta mau làm phải làm lành, cầu cho mau đặng giảng sanh khỏi nơi yêu tử gặp thành minh dương. Đó anh em thấy không, đây là những lời của Phật rất là thâm thâm dịu dịu đó. Bây giờ tôi chỉ nhắc cho anh em nghe, từ cái mùa đông này tới cái mùa xuân đó là rất là khổ, tôi đừng nói tới nữa.